Chào Thái, chào quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Lời ca dân ơi, dân là đất đầy sông ơi. Phước mặc niệm để tri ân và tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước và giữ nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau và các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phước mặc niệm để tri ân và tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ đất nước cùng các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống vì lý tưởng dân chủ tự do cho Việt Nam. Phước mặc niệm để tưởng nhớ đến các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển xa lánh cộng sản đi tìm tự do. Và sau cùng, phước mặc niệm hôm nay dành để tưởng nhớ đến các chiến sĩ nhân quyền đã bị bức tử trong các lao tù cộng sản Việt Nam. Phước mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn VBN, cảm ơn Hùng Duy, cảm ơn chiến sĩ Song Nguyên cùng các anh em quân đội và toàn thể quý vị đã phục vụ trong nghi lễ chào quốc kỳ ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị an tòa. Xin mời, xin nhường máy ghi âm cho anh Nguyễn Trung Cao cũng như là tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng bán thân. Và kính thưa quý vị, chương trình sẽ được tiếp nối và điều khiển với MC. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón MC tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Trung Cao. Và xin được hân hạnh giới thiệu cô Mai Lan, MC Mai Lan. Xin mời cô Mai Lan lên sân khấu ạ. Kính thưa các bậc tiền thừa, kính thưa quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn và đoàn thể, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông truyền hình và báo giới, kính thưa toàn thể quý vị đồng hương, đặc biệt là quý vị trong công cuộc đấu tranh và những anh em thanh niên sinh viên tại miền Bắc California. Kính thưa quý vị, suốt 70 năm qua, từ ngày bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
ngày 10 tháng 12 năm 1948 được ra đời cho đến giờ phút này, Liên Hiệp Quốc đã quan tâm đến tình trạng nhân quyền của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhà nước quyền cộng sản Việt Nam từ khi gia nhập Liên Hiệp Quốc cho đến giờ phút này vẫn luôn luôn vi phạm tự do tôn giáo và các tự do tín ngưỡng, cùng với sự chà đạp nhân quyền càng ngày càng trầm trọng. Trong tinh thần đó, ngày hôm nay kỷ niệm 70 năm ngày tuyên ngôn tuyên bố nhân quyền được thành lập, tất cả các vị trong ban tổ chức đã cùng nhau đứng ra để tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại miền Bắc California. Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2018, tại thành phố San Jose, miền Bắc California, đông đảo tất cả đồng hương và đồng bào cùng với các vị đại diện tinh thần các tôn giáo, các tổ chức và truyền thông báo chí để tuyên dương bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền lần thứ 70 được thành lập hôm nay. Kính thưa quý vị, đã trên 40 năm xa xứ, tại sao chúng ta vẫn còn hiện diện nơi đây trong ngày kỷ niệm 70 năm quốc tế nhân quyền? Là một bản công bố hùng hồn của tổ chức Liên Hiệp Quốc để nói lên tất cả những cái quyền căn bản của con người. Và chúng ta hiện diện nơi đây để chúng ta nói lên tiếng nói thay dùm cho những người dân ở trong nước đã mất đi những cái tiếng nói, mất đi những cái quyền căn bản của con người dưới sự đàn áp, dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, để bắt đầu, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh trưởng ban tổ chức là thanh niên Nguyễn Minh Huy lên máy ghi âm đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu thành viên trong ban tổ chức. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng người trẻ thanh niên Nguyễn Minh Huy trong vai trò trưởng ban tổ chức của ngày hôm nay. Chào cô Hồng Nguyễn, cái nữ cũng đang livestream mà đang vừa live và vừa quay. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn tổ chức điều vị quốc gia, kính thưa quý thân hào nhân sĩ, quý cô chú bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý đồng hương, quý anh chị và các bạn đang có mặt tham dự ngày hôm nay. Trước hết, thay mặt toàn thể anh chị em trong ban tổ chức, chúng tôi hân hoan chào mừng và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời giờ quý báu của một ngày cuối tuần để đến tham dự chương trình văn nghệ góp lửa đấu tranh hướng về quốc hội hôm nay. Chúng tôi cũng xin kính gửi lời chào đến quý cô bác, quý anh chị và các bạn xa gần hiện đang theo dõi buổi sinh hoạt đang được trực tiếp truyền thông và truyền hình livestream trên mạng Facebook. Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2018, ngày mai sẽ là đánh dấu 70 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời. Những tin tức hình ảnh và sự nguyện nguồn gặp gần đây nhất từ trong nước đã nói lên một điều rất đau lòng. Nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không những tước đoạt đi những quyền tự do căn bản nhất của người dân như là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, mà tập đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam lại cam tâm làm thái thú cho tàu cộng, bán đất dân biển cho ngoại xâm, rước voi dày mã tổ, đàn áp quốc liệt tinh thần yêu nước của thế hệ thanh niên sinh viên, cuối cùng cướp đi cái quyền thiêng liêng nhất của hơn 90 triệu đồng bào tại quê nhà, đó là quyền làm người Việt Nam. Thật bữa nay cho tôi nói độc lập tự do hạnh phúc mà nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay hô hoan, mà trên thực tế cũng là một cái bánh vẽ không nên không bé. Trong suốt mấy chục năm độc tài độc đảng cai trị cái quê đất nước Việt Nam của chúng ta, ngày hôm nay Việt Nam độc lập làm sao khi thấy các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam Quan, Thác Bản Dốc
và những vùng đất trên khắp ba miền đất nước mà bị tập đoàn Việt Nam, Nhân dân Cộng sản đã đồng lõa dân nguyện cho quan thần trung trọng. Người dân có thực sự tự do hay không khi các tôn giáo đều bị đàn áp khốc liệt, các nhà đấu tranh dân chủ được bắt bớ và giam cầm với những bản án nặng nề? Và hạnh phúc như thế nào khi biết bao dân oan bị nhà cầm quyền cộng sản cướp đất cướp nhà? Thưa quý vị, Việt Nam đã bị liệt vào trong danh sách của những quốc gia bị vi phạm nhân quyền nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, quý vị sẽ được gặp gỡ và lắng nghe một tiếng hát của một ban nhạc sĩ đấu tranh mà tiếng hát oan đã hòa hợp trong công cuộc đấu tranh của cả một dân tộc. Là một người con dân Việt Nam, lần nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng đề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Đồng thời, quý vị sẽ chính mắt thấy tai nghe những lời tâm huyết từ một người bạn trẻ, một tù nhân lương tâm, một nhân chứng sống đã thoát được chế độ cộng sản để có mặt ngày hôm nay với chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ được đoạn trong một bài viết mới nhất của anh mà tôi đã được đọc và vẫn còn nhớ mãi. Tại sao chúng ta không dành cho những tù nhân lương tâm một giờ đồng hành cùng họ, nghĩ về họ, biết tri ân họ? Thời khắc đất nước lâm nguy trước hiểm họa chặt tàu trọng, họ là những chiến sĩ xung trận, là những người đòi hỏi quyền sống chính đáng khi chúng ta bị kẻ cầm quyền tước đoạt. Giờ đây chúng tôi cùng với tất cả quý vị không những chỉ sẽ dành một giờ cho những tù nhân lương tâm của quê hương Việt Nam, mà hy vọng sẽ còn nhiều giờ hơn nữa, không những hôm nay mà ngày mai và ngày mai nữa, cho đến khi nào trên quê hương Việt Nam thân yêu sẽ không còn chế độ cộng sản, để không còn có một tù nhân lương tâm nào phải chịu cảnh tù đầy áp bức. Tinh thần quyết tâm và ý chí kiên cường chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của hội nghị viên hồng cách đây hơn 700 năm vẫn còn vang vọng và sẽ là động lực mạnh mẽ nâng nấu tinh thần dấn thân của thế hệ tiếp nối. Kính xin anh linh các bậc tiền nhân, xin hãy phù hộ cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam sớm thoát khỏi quốc nạn cộng sản, chống lại mưu đồ hôn tính của giặc tàu phương Bắc. Kính xin anh linh các bậc tiền nhân, xin hãy phù hộ cho hơn 90 triệu đồng bào, những người con dân nước Việt luôn chân kính đá mềm, đoàn kết một lòng để công cuộc đấu tranh chung của toàn dân Việt của chúng ta sớm ngày thành tựu, để quê hương Việt Nam có thật sự tự do, dân chủ, độc lập và giành lại vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ lãnh hải trên Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trân trọng kính chào quý vị và xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là để bái yết tiền hiền tiên liệt quốc tổ và lễ miệt hương cầu nguyện trước bàn thờ quốc tổ Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính tu thỉnh quý vị đại diện các tôn giáo cùng với đại diện ban tổ chức khởi thân tiến về bàn thờ quốc tổ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đại diện các tôn giáo cùng với quý vị đại diện các tổ chức đoàn thể và ban tổ chức tiến về phía bàn hương quốc tổ để chúng ta cùng dâng nén hương cầu nguyện. Xin dâng nén hương lên tiền hiền tiên tổ hồn thiêng sông núi, xin quý ngài chứng giám cho lòng thành của ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ra đời. Thành tâm cầu nguyện hồn thiêng sông núi quốc tổ Việt Nam phù hộ cho dân tộc Việt Nam được trọn vẹn lãnh thổ, nhân quyền được phục hồi trên quê hương và các nhà đấu tranh dân chủ được bình an để tiếp nối con đường vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Thành kính cầu nguyện hồn thiêng sông núi Việt Nam ban phước lành cho toàn thể cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới,
luôn hiệp tâm cùng với nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho dân tộc Việt Nam để xóa bỏ chế độ độc tài độc đảng, khôi phục nền tự do dân chủ và nhân quyền để đất nước Việt Nam luôn trọn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi, ban tổ chức 70 năm thành lập bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thành kính hướng vọng về hồn thiêng sông núi, xin trân trọng cung kính hồn thiêng sông núi chứng giám cho lòng thành của tất cả con dân Việt Nam tại miền Bắc California. Lễ tái hiến đến hồn thiêng sông núi quốc tổ Việt Nam được hoàn thành. Lễ niệm hương dâng lên quốc tổ vừa hoàn thành, xin trân trọng kính cung thỉnh quý vị đại diện tôn giáo bước lên sân khấu, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời linh mục Vũ Minh đến từ giáo xứ chánh giáo xứ Colorado sẽ đại diện cho quý vị đại diện các tôn giáo có đôi lời đến với ngày quốc tế nhân quyền hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận thấy có ông Nguyễn Xuân Hiệp là đại diện cho dân biểu liên bang Montana cũng vừa mới có mặt ở ngày hôm nay. Xin chân thành cảm tạ ông Nguyễn Xuân Hiệp. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, đây linh mục Vũ Minh mới vừa đến đây từ giáo xứ Colorado, miền trung của Việt Trung Quốc, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tới đây. Và kính thưa tất cả quý vị đại diện các tôn giáo, kính thưa tất cả đồng hương có mặt ngày hôm nay để kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền. Chúng tôi rất vinh dự được đón chào linh mục Vũ Minh, chánh giáo xứ Colorado Springs từ Colorado về đây. Ngài cũng là coi như là một linh mục tuyên giáo của Hội Cụ Đỏ toàn thế giới, và đồng thời Ngài cũng là một người hoạt động tích cực trong các cuộc đấu tranh đòi dân chủ và quốc quyền cho Việt Nam. Ngài có rất nhiều liên lạc với tất cả những giáo dân và giáo xứ tại Việt Nam. Xin trân trọng vỗ tay đón chào Ngài. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã có lời giới thiệu. Thì ban tổ chức chỉ có cho tôi nói 3 phút thôi, thành ra không biết là tôi nói được như thế nào. Nhưng mà trước tiên đó, tôi liên hệ thường xuyên với lại cha Tadeo Nguyễn Văn Lý. Tôi nói chuyện với Ngài và nói chuyện với Hòa Thượng Thích Công Tánh và các trị sự hòa hảo cao đài ở Việt Nam mỗi một tuần. Tôi họp một lần để mà bàn những cái chuyện này gì đang xảy ra, và bên này đừng ở hải ngoại chúng ta có thể làm được cái gì. Thì với 3 phút mà ban tổ chức cho tôi, tôi nói trước tiên là điểm số 1, chúng ta phải đặt đất nước Việt Nam lên trên hết. Việt Nam first, đất nước Việt Nam trên hết, trên cả đảng phái, trên cả tôn giáo,
Chúng ta sinh ra trước là người Việt Nam, sau đó tôi mới trở thành người Công giáo, sau đó tôi mới trở thành một linh mục Công giáo. Ok, thì ra phải đất nước Việt Nam phải đặt trên hết, chứ nó không có đảng phái, phe đảng. Chúng ta không nên đặt loại cái vấn đề đó nữa, tại vì đảng phái chỉ có chia rẽ chứ không có thống nhất lại với nhau. Thành ra trong cái hội Liên minh về Tôn giáo, chúng tôi muốn đứng ra để lấy cái vị thế là hướng dẫn tinh thần về Tôn giáo để nối kết đồng bào hải ngoại cũng như trong nước. Điểm thứ hai, đoàn kết. Bởi vì đảng phái này chống đảng phái kia, nhóm này chống nhóm nọ, chúng ta mất đi cái sự đoàn kết. Thì để đấu tranh về nhân quyền cũng thế, nếu mà chúng ta không có sự đoàn kết thì cái cuộc đấu tranh nó cũng sẽ không có được thành công. Thứ hai là bởi vì nghị quyết 36 nó đã để đúng làm lúc đoạn cái cộng đoàn đấu tranh của nhân viên ở hải ngoại. Chúng ta phải tỉnh thức vấn đề đó. Người ta có thể đội lớp này đội lớp nọ, nhưng mà cuối cùng là để phá rối và chia rẽ. Thành ra cái sự mà đoàn kết về tôn giáo đó, tôi đã thấy là ngoại trừ cái công việc mà Cộng sản nó đàn áp tôn giáo, chẳng hạn như là tòa thánh Tây Ninh bị nó biến thành là một cái bảo tàng, chùa Liên Trì bị nó dập sập, ở ngoài Huế các thầy các cha dòng Tây Nam bị nó lấy đất, nó còn đánh đập các ông cha các ông thầy. Đó là cái đề tôi có thể nói một vấn đề tôn giáo, nhưng mà cái vấn đề mà tự do nhân quyền Việt Nam là không có rồi, mà Việt Cộng Việt nó lại hòa với lại tổ cộng để nó hôn đính đất nước của Việt Nam của chúng ta. Ví dụ ba trung tâm thương mại, ba đặc khu thương mại, đó là cái đoàn, một cái đoàn của trong 36 kế của Tôn Tử, đó là cái gì, phản khách vi chủ, nghĩa là nó được mời vào như là người khách, nhưng mà sau đó nó sẽ trở thành thành chủ. Thời gian mà cái cuộc đấu tranh của chúng ta hiện thời bây giờ đó, nó không phải đơn giản trong Việt Nam, nhưng mà nó đang đi một cái đoàn gọi là toàn thế giới, nghĩa là bây giờ là geopolitics ở cái điểm này. Chẳng hạn bây giờ cái chương trình mà cái một vòng ba một con đường đó, bây giờ nó mua chuộc những cái giáo sư nổi tiếng ở trong các đại học, mà họ người là hưởng ứng cái chương trình này nữa, bởi vì họ nhìn thấy là nguyên cái vấn đề mà kinh tế cả Âu Châu với lại Hoa Kỳ, cái kinh tế không, cái vốn kinh tế không có bằng được bằng toàn cầu. Đó thực ra là đối với họ là họ thấy là trong tương lai đó là nhân dân tệ có thể là sẽ thay thế đồng đô la của chúng ta, mà bây giờ họ đang dùng những cái học giả để mà gọi là khiêu mộ dân chúng theo cái chương trình đó. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ thôi, thành ra chúng ta phải đấu tranh như thế nào. Nếu mà chúng ta thành công đó, thì Đài Loan cũng sẽ đứng lên với chúng ta, Đài Hàn cũng sẽ đứng lên với chúng ta, Mông Cổ cũng đứng lên với chúng ta, Tân Cương cũng đứng lên với chúng ta. Chúng ta là một cái con chốt rất là quan trọng. Thành ra cái sự đoàn kết của chúng ta để mà cho cuộc đấu tranh này đó rất là quan trọng. Tại vì như thời bây giờ đó, nghĩa là Trung Cộng, Tàu Cộng nó không phải là chỉ có tính Việt Nam thôi, mà nó muốn lấy toàn thế giới nữa. Thế nên chúng ta phải một lần nữa đoàn kết đứng lên để mà đòi lại cái quyền gọi là nhân quyền của chúng ta. Thì đất nước Việt Nam trên hết, xin quý vị cùng đồng hành với tôi, Việt Nam muôn năm. Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm! Bây giờ Việt Nam độc lập. Việt Nam độc lập! Việt Nam độc lập! Việt Nam độc lập! Bây giờ dân chủ. Việt Nam dân chủ! Việt Nam dân chủ! Việt Nam dân chủ! Việt Nam tự do. Việt Nam tự do! Việt Nam tự do!
Việt Nam tự do. Hơn nữa Việt Nam muôn năm. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Cảm ơn mình một lần nữa. Vũ Vinh. Chào mừng. Cảm ơn. Và bây giờ để mở đầu cho buổi văn nghệ đấu tranh góp lửa cho quê hương, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chào đón người ca sĩ hàng đầu đến với chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Việt Khang. Xin cho rằng vỗ tay thật lớn cho ca sĩ Việt Khang. Xin mời đoàn văn nghệ Yuka, ban văn nghệ của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, đoàn văn nghệ Mê Linh và các anh chị trong nhạc phẩm Hợp Ca Trở Lại Cho Dân, xin mời lên sân khấu. Yeah! Mời ca sĩ Vivian Hùng Duy. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của Việt Khang đứng trên sân khấu đây quý vị. Chú đang live stream. Chị Dân, mẹ của Việt Khang, nhìn coi bữa nay Việt Khang nó hơi ốm rồi đó nha. Trí nó ốm rồi đó nha. Trí này nó ốm rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta đấu tranh để nhà nước quyền cộng sản Việt Nam trả lại tự do, nhân quyền và quyền căn bản cho con người. Nhờ quý vị, tiếng hát Việt Khang cùng với tất cả chị em Yuka sẽ nói lên nỗi niềm của người dân Việt Nam khắp nơi để hỏi nhà nước quyền cộng sản Việt Nam trả lại cho dân. Đây nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Thank you.
là con dân, dân biết điều gì dân cần, còn người ra nước cầu hạnh phúc. Trả lại đất, quyền chính đáng của quân gian, dân biết chọn gì cho mình, chọn ai mình đón nước Việt Nam. Trả lại đất, quyền chúc nước của con dân, có thể thấy ở trong khu vực Lý Trường Sơn là các vùng kinh tế ở đâu này. Trả lại đất, quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho phải mình có nước Việt Nam, cho phải mình có nước Việt Nam. Vô Lý Lê Sơn hát dữ dội nhất. Các bạn. Kính thưa tất cả quý bà cô bác, tất cả quý vị đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, Việt Khang cũng rất là vui, rất là hạnh phúc khi được quay trở lại San Diego để cùng với lại tất cả quý đồng hương. Để mà có một cái ngày mừng kỷ niệm 70 năm ngày nhân quyền quốc tế, phải nói là cái cảm giác của Việt Khang cũng như là mấy ngày hôm nay thì suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì những cái ngày giống như thế này vài năm trước Việt Khang còn ở trong tù, thì bà con người Việt của mình khắp nơi ở hải ngoại cũng có những cái cuộc xứ đường ôn hòa để mà đòi trả tự do cho những tù nhân lương tâm, trong đó có Việt Khang và Việt Nam. Thì ngày hôm nay Việt Khang và một số anh em đã được đón được vấn đề tự do. Ở đây thì Việt Khang có thấy là cô bác Lê Sơn cũng có mặt trong cái buổi hôm nay. Lê Sơn có đứng lên cho bà con nhìn thấy không? Okay. Đây là một người anh em mà cũng từng bị đi tù vì yêu nước. Cảm ơn quý vị, chúng tôi là những người tù lương tâm đã trải qua những năm tháng khó khăn, cực khổ ở trong tù, nhưng mà cũng không quên rằng khi mà mình được tự do, mình cũng không quên trong bóng tối trại giam vẫn còn những người yêu nước, vẫn còn những người đang phải chịu những cái bản án rất là nặng bởi vì yêu quê hương Việt Nam. Cho nên là chúng ta mới có được những cái ngày hôm nay nhân kỷ niệm 70 năm ngày nhân quyền, và không khí khí hậu ngày hôm nay cũng lạnh, và Việt Khang cảm động nhìn thấy quý bà cô bác đang ngồi phía dưới rất là lạnh lẽo, nhưng mà góp chút cái tinh thần để hứa về quê hương, mong một ngày đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam có được nhân quyền cho người dân Việt Nam. Như là quý vị đã thấy, cái ngày 11 tháng 6 vừa rồi ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta có những cái cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng. Đó là những cái dự luật mà sẽ gây phương hại đến an ninh, an toàn của lãnh thổ của Việt Nam bị xâm phạm. Người dân Việt Nam có những người mà chưa từng nói gì ở trên các trang mạng Facebook, nhưng mà họ đã xuống đường, họ đã bị bắt,
Và quý vị cũng đã thấy là có những anh em, có những người bị đánh chết bởi vì muốn bảo vệ đất nước của mình khỏi ngoại xâm thôi. Cái đó là cái quyền rất là căn bản của một công dân. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta rất là đáng thương, bởi vì không có được cái quyền làm người và cái quyền làm chủ đất nước. Cho nên cái thời điểm đó, nhạc sĩ Trúc Hồ có sáng tác một bài hát mà Việt Khang cũng có tham gia. Bài hát đó là Đất Nước Tôi. Và sau đó Việt Khang cũng có sáng tác tiếp theo bài hát Nước Nam của người Việt Nam, để mà khẳng định với lại tất cả những người Việt khắp nơi trên toàn thế giới cũng như ở trong nước, kể cả nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng Nước Nam là của người Việt Nam. Việt Khang lấy cái câu thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt để mà đặt lại cho cái bài hát của mình. Và tiếp theo sau đây, xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức và cùng hướng về một lời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam qua bài hát Nước Nam của người Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có nghĩa là nhiều.